việc bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng một số bị can khác bị bắt với cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018-2019 có thể ví như đám lửa. Hơi nóng của đám lửa khiến xã hội và dư luận lo lắng, thậm chí hoang mang, hốt hoảng mấy ngày nay. Trong các lĩnh vực kinh doanh, ai cũng biết, kinh doanh tiền là nhạy cảm nhất. Nhạy cảm cả với tổ chức tín dụng, cả với khách hàng, đặc biệt là người gửi tiền. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, như đồn đại, có chủ là bà Trương Mỹ Lan. Thế nên một khi bà này bị bắt mà không gây rúng động mới là chuyện lạ. Trước diễn biến phức tạp khi bà Lan đưa tay vào còng số 8, các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh và SCB đã khẩn trương ra thông báo, khẳng định công ty An Đông, công ty phát hành trái phiếu để chiếm đoạt không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, cái sự bắt bớ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngay sáng 8 tháng 10, cũng lên truyền hình khuyến cáo, người dân có tiền gửi tại SCB cần thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi, nhất là những khoản tiền gửi rút trước hạn vì khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình đáng ra được hưởng về lãi suất có thời hạn tại SCB. Sự khẳng định một lần nữa được thể hiện ở cấp cao nhất ngành là bà Thống đốc Nguyễn Thị Hồng. Chiều ngày 10 tháng 10, bà này nói rằng, tiền gửi ngân hàng của người dân trong đó có tiền gửi tại SCB đều được nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp. Theo đó, căng thẳng trong khách hàng gửi tiết kiệm có chiều giảm bớt. Các điểm giao dịch của SCB bớt dần cảnh người dân gửi tiền chen chúc trong sự lo lắng. Niềm tin mà, tin vào lời cam kết nóng hổi của ngân hàng nhà nước đã đành. Trước một tình huống vô cùng nhạy cảm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan chức năng cùng hệ thống thông tin đại chúng đã thực hiện những giải pháp có thể nói là khẩn trương, kịp thời, hiệu quả để đám lửa SCB hạ nhiệt, không lây lan, thì Việt Tân đã làm gì? Việt Tân đã coi đây là cơ hội để phá rối bằng việc tới tấp tung lên mạng những tấm ảnh về cảnh người dân chen chúc trước các quầy giao dịch của SCB, thời điểm nóng nhất là 2 ngày 8 và 9 tháng 10 chờ rút tiền, gắn với những chú thích hiểm độc về cảnh chen chúc tại quầy của SCB. Việt Tân cố ý phóng ra vô số lời xuyên tạc, dọa dẫm đại loại, tin nhà nước đến lúc ngân hàng phá sản thì lên TV mà đòi. Mới nhất, Việt Tân còn đặt dấu hỏi về một nghi án giết người diệt khẩu trong vụ án Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, nhằm kích động, làm cho người dân bức xúc, hoài nghi cam kết của cơ quan chức năng Việt Nam. Với những việc làm hiểm độc và nhơ bẩn trên, Việt Tân hiện nguyên hình là kẻ đổ thêm dầu vào lửa để đám lửa loang to thiêu rụi tất cả. Khi đó, những kẻ đạo đức giả Việt Tân cùng đồng thuyền sẽ đứng từ xa hả hê vỗ tay chứng kiến cảnh người dân mất trắng,